Với một chiếc xe anh chị và các bạn nhìn đây có thể nhìn nhầm lẫn đó là một chiếc xe Lexus RX 350 của model 2021. Nhưng chiếc xe này thực tế là một chiếc xe Lexus RX 200T đã được lên form của RX 350. Xe là phiên bản nhập nhật, năm bánh với quãng đường là hơn 60.000 km. Đăng ký cũng như là cái chi tiết của chiếc xe thì vẫn còn giữ được trong tình trạng hoàn hảo, hồ sơ pháp lý của chiếc xe là chuẩn chỉ anh chị và các bạn có thể sang tên ngay trong ngày có hỗ trợ mua xe trả góp cho các bác có nhu cầu chi tiết cụ thể anh chị bạn có thể qua 3133 Nguyễn Văn Cử Long Biên Hà Nội để có thể xem xe và lái thử còn nếu trong quá trình quay mà anh chị và các bạn cần chi tiết hình ảnh cũng như thông tin cụ thể về mẫu xe có thể liên hệ em nhé em sẽ gửi thông tin qua Zalo để các bác có thể nghiên cứu những cái chi tiết về ngoại thất cũng như nội thất của chiếc xe thì đơn vị luôn cam kết rõ cho anh chị và các bạn trên văn bản hợp đồng giấy tờ xe không đâm va không gặp nước bảo trách test toàn quốc anh chị và các bạn có thể mang ra hãng hoặc gara chỉ định để kiểm tra sai cam kết đơn vị hoàn lại tiền và nhận lại xe với chiếc Lexus RX 200T sản xuất là 2016 model 2017 có ngoại thất là màu đỏ nội thất của chiếc xe trang bị là nội thất ghế da màu kem ở phần cốp của chiếc xe thì nó có trang bị cốp điện cũng như các uh, chi tiết về bậc cốp của chiếc xe nó vẫn giữ được trong tình trạng rất đẹp từ những phần keo chỉ rồi những phần uh, dập lỗi dập lỗ của nhà sản xuất nó đều còn nguyên bản những phần đinh tán những chi tiết các bác có thể quan sát thì nó có trang bị hệ thống uh, gập điện hàng ghế thứ hai đây là những cái chi tiết về lốp sơ cu của chiếc xe đã hạ rồi Tổng quan uh, chia sẻ thì vẫn chủ do chủ xe giữ gìn. Phụ đầy đủ lịch sử trong hãng nên anh chị bạn có thể dễ dàng kiểm tra thông tin. Mình cũng có thể mang ra bên thứ ba để kiểm tra xét xe, uh, nhận xem xe nó có bị đâm va hay ngập nước gì không. Đơn vị thì luôn nói không với những sản phẩm uh, đâm va, ngập nước, bao trách test mọi nơi tất cả đều nói trên văn bản hợp đồng giấy tờ chứ không nói mồm nên anh chị và các bạn có thể yên tâm. Tổng quan chi tiết về cánh uh, hàng ghế thứ hai đây với những tính năng tiện ích như là dèm che lắng, táp ly bọc da ốp gỗ, những phần ốc bản lề ở quanh cửa vẫn còn trong tình trạng nguyên bản không có hiện tượng tháo gì cả. Ở hàng ghế thứ hai thì có trang bị gập điện và có độ ngả của chiếc xe nó rất là sâu, giúp anh chị và các bạn có thể thoải mái di chuyển trong nghỉ ngơi trong những chuyến đi xa mà không bị mệt mỏi. Cùng với đó là ba tựa đầu. Chính giữa thì nó có trang bị hệ thống cửa gió điều hòa và lên phần bên phụ của bên lái thì anh chị bạn có thể quan sát cùng em thì nó có trang bị các phím như điều chỉnh nhớ ghế ba vị trí rồi các phím điều chỉnh lên xuống kính hãy tổng quan chi tiết rồi những phần ốc bản lề ở quanh cửa vẫn còn nguyên bản với một chiếc xe cũ thì mình chỉ cần quan sát những phần này thôi tính năng công nghệ thì anh chị và các bạn có thể hiểu rõ rồi với Lexus là một dòng xe bền bỉ tiết kiệm nhiên liệu cũng như là cái khả năng vận hành của chiếc xe cũng rất là tốt những cái thao tác sử dụng trên chiếc xe cũng rất là đơn giản và dễ sử dụng thôi màn hình đã được lên màn hình to cũng như là trang xe được trang bị thêm hệ thống hát kính đồng hồ chính giữa thiết kế đặc trưng của Lexus với những phần gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ đầy đủ em sẽ mở phần kính lái để anh chị bạn cùng em quan sát kỹ hơn một chút sau đó ta sẽ tham quan về cái phần máy móc của chiếc xe để đánh giá kỹ hơn về chất lượng của một mẫu xe sản xuất 2016 này. Đây. đây là những cái chi tiết về các phím điều chỉnh lên xuống kính rồi nhớ ghế. Bên trong đây là những cái, cái chi tiết ốc bản lề ở cánh cửa. Phần bậc lên xuống đây. Đây là những cái chi tiết về vi năm sản xuất của chiếc xe anh chị ạ. Sản xuất là 2016 phiên bản nhập Nhật. Những phần ốc tán đinh, đinh ốc của chiếc xe nó vẫn còn nguyên bản từ những phần cột kèo của chiếc xe. Anh chị nhìn qua thì nó cũng còn rất là đẹp. Bên trong thì nó cũng có các tính năng tiện ích đây. Các bạn quan sát cùng em, vô lăng tích hợp các phí điều chỉnh chức năng Cùng với hệ thống màn hình giải trí, rồi các chế độ lái để anh chị và các bạn có thể lựa chọn theo cung bậc cảm xúc của mình trên những cung đường bên trong đây thì là khối động cơ máy của chiếc xe các bác có thể quan sát qua về những cái phần ốc ác keo chỉ cũng như là phần đinh tán những phần ốc chân máy keo mặt máy của chiếc xe là vẫn còn nguyên zin và chiếc xe Lexus RX 35 xin lỗi chị bạn là RX 200T lên form của RX 350 hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn với mức cái giá 2 tỷ 450 triệu còn thương lượng và có hỗ trợ trả góp cho các bác nào đang có nhu cầu. Thông tin cụ thể về mẫu xe anh chị bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng là 3133 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội, Auto 31 hoặc là liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ hỗ trợ thông tin và gửi những cái thông tin mà anh chị và các bạn đang cần. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của kênh mua bán xe cũ.